Tôi có chuyện muốn hỏi cậu. Uống ly rượu rồi nói. Cũng được. Có biết đây là điện thoại gì không? Điện thoại gì chứ? Winnie đã dùng điện thoại này. Tối nào cũng ngồi ở đó vụng trộm với tình nhân. Không phải cậu nói Winnie đã xóa hết mọi thứ trong điện thoại rồi sao? Không ngờ cô vẫn còn giữ. Phải. Có nhiều chuyện tôi cũng không ngờ. Cho nên tôi muốn hỏi cậu, tôi cần phải làm gì? Có phải nên trả lại điện thoại này cho tình nhân đó không? Cậu biết tình nhân đó là ai sao? Chính vì tôi không biết. Nếu như tôi biết, tôi nhất định sẽ giết hắn. Nếu như tôi là cậu, tôi cũng sẽ làm vậy.